Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Family Federer Cuộc Sống ở Thụy Sĩ nha. Các anh chị ơi, hôm nay thì hai mẹ con nhà em ấy lâu lắm rồi, một tháng rồi, thì bây giờ hai mẹ con mới có dịp để mà ra đồng để ngắm cảnh đồng hoa cải dầu cả nhà nhá. Đây là cái mùa rất rất là đẹp nhất ở Thụy Sĩ. Đây là giữa đầu tháng 5 luôn cả nhà. Cái video này hôm em quay là ngày 12 tháng 5 các bạn nhá, các anh chị nhá. Đó, thì hôm nay em sẽ đạp xe và con em sẽ đi trượt scooter. Đó, đi ngang cái cánh đồng này và quay cho cả nhà cùng xem rằng là mùa này là mùa ở Thụy Sĩ ấy, có những cái cánh đồng hoa cải cực kỳ là đẹp và cực kỳ là lãng mạn cả nhà. Đó, hiện tại thì cái mày của em ấy không được nét cho lắm cho nên là màu nó hơi loang một chút. Đó, nhưng mong các anh chị thông cảm nhá. Và như là xem hết cái video này xem là cái cánh đồng hoa cải này nó rộng bao la như thế nào cả nhà nhá. Nếu các anh chị để ý thì á, cái đoạn đường này em đi rất là nhiều. Em thường xuyên đi á, có nhiều video em là làm quanh cái đoạn đường này rồi. Ngày trước em có làm những cái video liên quan đến bay hay nầm hay gì ấy, thì cũng có đi qua cái những cái khu rừng này. Mà từ đây đến nhà em thì chỉ có mấy phút thôi cả nhà, không lâu đâu. Được, chưa đầy 5 phút là đến nơi rồi cả nhà, đi bộ chưa đầy 5 phút là đến nơi rồi. Đây là một cái vùng rất là yên tĩnh và thanh bình các anh chị ạ. Nào bây giờ thì không làm mất thời gian của tất cả mọi người nữa, các anh chị nhớ xem đến hết video và ủng hộ em bằng cách là đăng ký, bật thông báo. Và nếu xem ở trên Facebook thì hãy cho em một lượt like và một lượt theo dõi cả nhà nhé. Nào bây giờ thì xin mời các anh chị nhé. Cái cánh đồng hoa cải dầu này thì cực kỳ là rộng lớn luôn các anh chị ạ. Đó, em đã đạp đi một quãng rất là dài mà vẫn chưa thể hết được luôn cả nhà nhá. Đó, và đi hết cái cánh đồng hoa cải này em nghĩ chắc là hết nửa ngày của hai mẹ con nhà em, cho nên là bây giờ em sẽ không đi nữa mà dừng lại để quay cho cả nhà cùng xem nhá. Đó, cả nhà nhớ ủng hộ em bằng cách là ấn đăng ký kênh, bật thông báo để theo dõi tiếp những cái video của em cả nhà nhá. Ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba.